Hiền Hồ bất ngờ ra bán chiếc Mercedes G63, đạp sóng rẽ gió sau lùm xùm đời tư, anh em nương tựa. Mới đây, ca sĩ Hiền Hồ thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải thông tin rao bán chiếc Mercedes G63. Theo đó, nội dung rao bán xe của Hiền Hồ cũng là một trong những điểm thu hút cộng đồng mạng. G gì bằng G63, chiếc xế đạp sóng rẽ gió để vẫn giữ được độ hot nhất nhì, màu trắng lăn bánh 17.000 km, đăng ký năm 2022, sản xuất năm 2021. Thông qua là chi tiết đăng tải từ màu sắc đến biển số xe, thời gian đăng ký biển số xe, cư dân mạng phát hiện đây chính là chiếc xe Mercedes G63 mà Hiền Hồ mua hồi cuối năm 2021. Sau lạch lùm xùm đời tư anh em nương tựa trước đây, động thái trên của Hiền Hồ khiến khán giả bàn tán rôm rã. Chiếc xe G63 mà Hiền Hồ nhờ rao bán thường xuất hiện trong các khung hình của nữ ca sĩ. Một số cư dân mạng bình luận Hiền Hồ mong muốn chấm dứt những gì liên quan đến chuyện cũ. Một số ý kiến khác cho rằng Hiền Hồ đang trong giai đoạn bất ổn về tài chính nên buộc phải bán xe G63 để có chi phí trang trải. Việc Hiền Hồ ra bán chiếc Mercedes G63 AMG trị giá hơn 13 tỷ đồng mà cô từng tậu hồi tháng 12 năm 2021 dấy lên tin đồn cô đang gặp khó khăn về tài chính. Điều này cũng phần nào hợp lý khi thời gian sau ồn ào chuyện đời tư, hành trình trở lại showbiz của Hiền Hồ khá nhiêu khê. Dù rất cố gắng thực hiện sản phẩm cũng như tham gia nhiều chương trình biểu diễn, nhưng Hiền Hồ gặp không ít trở ngại. Minh chứng là những buổi diễn có cô đều gặp phải sự phản đối của khán giả. Thậm chí có chương trình đã phải bỏ tên cô ra khỏi buổi diễn vì phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng. Cư dân mạng cho rằng cô gặp khó khăn tài chính. Một thời gian dài đến tận hiện tại, Hiền Hồ gần như không xuất hiện và cô cũng không thực hiện sản phẩm âm nhạc nào. Sự tẩy chay của khán giả đối với Hiền Hồ dường như không có dấu hiệu dừng lại. Phía quản lý ca sĩ Hiền Hồ cho biết, chuyện Hiền Hồ đăng bán xe là câu chuyện cá nhân, tôi không tiện hỏi và xin phép không bình luận thêm. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.